Đây là chương trình phát hình bên dòng thời sự được truyền trực tiếp trên đài truyền hình IBC băng tầng 57.19. Cá nhân chúng tôi là Phan Điệp và chúng tôi là Tống Phước Hiếm. Thưa anh, cái chuyện tôi làm như là không biết anh có phải hộ Nguyễn hay không mà lúc nào anh cũng ưu ái ông Nguyễn Phú Trọng. Thì hôm nay tôi cũng dành một chút thời giờ cho anh nói tiếp về cái nhân vật lịch sử của đảng Cộng sản này, thưa anh. Dạ, à, kính thưa quý vị, như tuần trước chúng tôi đã điểm sơ cái khái quát về khuôn mặt của người Phú Trọng à, cái, cái 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 chương trình đó cái 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 chương trình mà nói về người Phú Trọng tương đối còn dài nhưng mà nói hoài thì cũng nhàm cho nên hôm nay chúng tôi tạm phần kết thúc phần 1 của người Phú Trọng và sau này qua có một vài chương trình khác thì chúng tôi sẽ nói tiếp về người Phú Trọng sau sau gì sự gì hôm nay đưa lại người Phú Trọng lần chót để đượm hai khuôn mặt chạy co cho người phú trọng chúng tôi, tôi xin nhắc lại người phú trọng gọi là ông chủ lò để mà bài trừ tham nhũng không người phú trọng không bài trừ tham nhũng người phú trọng dùng cái lò đó để đưa những người mà không nạp tiền cho mình không thuộc phe của mình vào lò còn những người mà chịu dưới trướng người phú trọng chịu làm 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 co cho người phú trọng vẫn còn nguyên vẹn và hôm nay chúng tôi trình bày về nhân vật này thứ nhất là Hồ Mậu Ngọc như chúng tôi đã thưa đằng trước thì bây giờ chỉ có kết luận là Hồ Mậu Ngọc là một tên chạy cò hôm 7 tháng 7 2021 đã có một ủy viên à, đề nghị ủy viên trong bộ chính trị à, ủy viên trung ương đảng á, đề nghị thẳng với người phú trọng là phải cho hồ mộng ngọc sa thải sa thải Mạc ngọc và cho điều tra về thế này nhưng người phú trọng không trả lời chỉ âm thầm cho nguồn cho ngoặc nghỉ việc không điều tra và không truy tố hình sự nếu người khác là chết ngoặc rồi nhưng mà tại vì ông ngoặc nó chạy tiền cho người phú trồng Nó người phú trồng ngu sao mà đưa à, và nếu mà đưa này ra thì những cái thằng khác đâu có cơ hội đâu có uh, chịu khổ làm cho kiếm tiền với những người phú trồng và thứ hai là trong cái việc chạy cò là những người trực tiếp chạy cò đưa tiền cho người phú trọng là hồ mộng ngọc cái người đi chạy kiếm mối nữa là một người khác đó là à, lê trung hưng tức là hai tay này một tay chạy ngoài à, kiếm tiền về đưa cho hồ mộng ngọc và hồ ngọc đưa lên cho người phú trọng song hành với hồ mộng ngọc là lê trung hưng lê trung hưng sinh ngày 19 tháng 10 năm 1970 ở phù cát bình định là con nuôi của Bộ già người văn hưởng À, ngày 28 tháng 6 năm 2004 Hùng bị tòa án thành phố Hồ Chí Minh xử 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng người có chức quyền chức vụ và quyền hạn để trục lợi. Dù bất hào như thế nhưng mà Hùng làm cách nào đó để viết lại lý lịch của mình và sau khi việc lại cái cái lý lịch thì à, cái cái tên Lê Trung Ưng bị sự 3 năm tù về cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn của người quen biết trở thành một danh nhân thành đạt và sau đó làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Bảo Việt <laughs> ngon <Không> thiệt không <laughs> sao nó nó biến hóa mà khách rất là tài tình tuy không nổi tiếng trên thương trường nhưng là rất nội danh trong các phi vụ chính trị dàn xếp quyền lực ở tài chính trường Điện hình là hưng hưng đã chạy chức vụ những chức vụ để thao túng giới lãnh đạo của tổng công ty hàng không Việt Nam, tờ Việt Nam Airlines và những giới chức trong buôn ngân hàng khác. Vì thời gian quá quá ít cho nên chúng tôi chuyển sơ trên có thời gian chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn. Thứ hai là nhóm người Văn Hưởng, Trần Nguyễn Phạm Minh Chính, Bùi Nam để dùng hưng hưng này còn là hưng Tano à, dừng lên một vợ kịch thối lộ cho Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp, Phó Thị Nguyễn Thị Thủy, tức là vợ của Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đó là đánh nhau và thằng này nó dừng lên vợ kịch hối lộ cho à, Nguyễn Thị Thủy là vợ của Nguyễn Văn Chi và sau đó thì dùng dùng hồ sơ hối lộ này để mặc cả Nguyễn Văn Chi yêu cầu Nguyễn Văn Chi hủy bộ vụ án à, uh, Vina xin và bằng chứng sai phạm hàng trăm ngàn tỷ của người Tấn dùng như vậy mà bà ấy thoang nạn. Chứ nếu không là người Phú Trọng đưa bà ấy trong, nó vẫn, uh, trong này rồi nhưng mà nhờ thoát nạn. Và sau đó thì người Phú Trọng gạt nước mắt để chịu thua một bàn một không đối với Nguyễn Phú Trọng và, và người Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đã thắng được một, một vụ đó ở vụ ở cái vụ à, à, trung ương 6 à, khóa 11 tháng 10 à, năm 2012. Thế thì đưa hai tên này ra chúng tôi có một số kết luận để chấm dứt cái cái, cái luật bài nói về người phố trầm. Thế là đã rõ thế lực nào đã cho hồ mộng ngọc một tên chỉ là tên có mũi để có mồi để chạy tiền à, cho người phố trọng và một tên bội toán như hồ hữu hà mới dễ dàng ra ngoài à, ra vào các nhà tư dinh của các ủy viên trung ương à, hoặc là của bộ chính trị và những tên cao cấp cộng sản khác trong lần khai uh, trước điều tra viên trước, tổ, uh, trước điều tra viên thì chính hồ hòa thừa nhận đã có rất nhiều được rất nhiều bì thư và những bì thư hối lộ đó là từ ủy viên trung ương đảng mà ra Nếu mà ngoặc mà trợ lý cho người Phú Trọng mà bị điều tra thì cuộc sống, cuộc đời của Nguyễn Phú Trọng quá như lúa đi đời. Nhưng người Phú Trọng không dễ dàng gì mà xảy, cho xảy ra chuyện này. Theo nguồn tin cung đình thì chỉ hai ngày sau khi Võ Văn Thưởng nhận chức Chủ tịch nước thì Trần Văn Minh bị trao cổ như tuần trước chúng ta có thưa quý vị vì có liên quan tới Võ Văn Thường. Tại sao vậy? Hai ngày sau, võ văn thường lên chức là trần minh chạy chết bị trao cổ chết ở tài tư gia luôn là bởi vì khi, à, trần, khi trần văn minh làm phó bí thư tỉnh ủy quảng ngãi cho bí thư tỉnh ủy quảng ngãi lúc đó là à, võ văn thường thì võ văn thường có dính lưu như thế nào đó chúng tôi chưa rõ một trăm có dính lưu về, về cái gì đó chúng tôi không dám nói ở đây nhưng có dính lưu một nhân vật mà chính vì nhân vật này mà trong môn chạy đó là Bùi Thị Quỳnh Vân lúc bây giờ cũng làm phó bí thư cho thường Hiền đương kim Hiền cơ cô này là đương kim bí thư tỉnh Quảng Ngãi với những vụ tham nhũng hàng chục tỷ đồng hiện nay cùng với người Văn Hùng nhận tiền của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên cùng với nhóm đất quán của người Xuân Phúc như vậy là cái Trần Minh chết là vì hai lý do. Lý do thứ nhất là ở trong nhóm đất quảng của Xuân Phúc. Thứ hai là có biết khi làm phó bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy là được điều đồng tới để giám sát và văn thường. Cho nên khi Võ văn thường lên, Sở tin tức những cái điều đó liên quan xảy ra. Như vậy nếu mà Trần Minh nó khai ra thì có dính hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là chủ tỉnh hiện nay là Võ Văn Thường. Nhân vật thứ hai là Bùi Thủy Quỳnh Vân hiện nay đang là à, bí thư tỉnh ủy cả ngày cho nên phải cho này đi về châu Hồ Chí Minh nếu không còn sống thì é rằng đại loạn xảy ra và những cái khuôn mặt của võ văn thượng dùng sao nữa thì cũng là người quan trên trong xuống người ta trông vào cho nên chi phải trọng anh phải đi về châu các mắt mà thôi nhất là hồ sơ hồ mà quyền thế của vũ trọng thì không thể bỏ qua vụ Nguyễn Bá Thanh Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng thì lúc đó là Nguyễn Bá Thanh thuộc về phe của Nguyễn Phú Trọng mặc dù hẳn là Nam cầm nhưng mà lúc đó Nguyễn Phú Trọng khôn lắm dũ và đưa Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội làm trường ban nội chính trung ương mục đích là để đánh với à, Nguyễn à, với Nguyễn Tấn Dùng nhưng Nguyễn Tấn Dùng tương kể tiêu kế để sử dụng Nguyễn Xuân Phúc cùng là dân Quảng Nam mà hai thằng này đang thù với nhau thù một cách vô thân, bất cộng đá thiên và dư luận trong nước cho, cho rằng theo chân dung quyền lực cho biết rằng là người giết chết Ngô Bá Thanh chính là người Xuân phúc là hai thằng trâu nhà để giết nhau cho nên chi cái cuộc cái cuộc hiện nay của Ngô Xuân Phúc cũng rất lao đao nhưng hẳn có được cái nhóm đất quảng để mà hỗ trợ nhưng nhóm đó quảng là chia làm hai một nhóm điện bang và một nhóm hội an hai nhóm này đang đánh nhau kịch liệt thì chương trình chúng tôi phần 1 là hết giờ chúng tôi xin chia tay quý vị ở phần 1 và xin quý vị vẫn tiếp tục làm sẵn ở phần 2 với với anh điệp và sau đó thì à, bây giờ là cái chương trình quảng cáo của những cơ sở thương mại ủng hộ cho chương trình chúng tôi kính mong quý vị ủng hộ cho họ để chương trình chúng tôi có cơ hội được được tiếp tục